Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Và chủ đề mà buổi sáng hôm nay tôi sẽ chia sẻ với ông bà anh chị em, cũng như tất cả anh chị em đang theo dõi Hội Thánh qua live stream, đó là làm thế nào để chúng ta hầu việc Chúa có kết quả. Anh em có quan tâm đến chủ đề này không? Cái kết quả ở đây đó là ý như thế nào? Kết quả ở đây không có nghĩa là chúng ta làm những việc lớn lao, to tát mới là kết quả. Mà ý tôi muốn nói rằng làm thế nào để cái sự hầu việc Chúa của chúng ta nó thực sự đi theo ý muốn của Đức Chúa Trời, có Đức Thánh Linh dẫn dắt và vận hành. Dù anh chị em có thể cả đời chỉ cứu rỗi được một người thôi, nhưng nếu một người đó là theo ý muốn của Chúa thì đó là kết quả cho Chúa. Giống như Philip vậy đó, ông đang giảng đạo rất mạnh mẽ ở Samari, nhưng Chúa Thánh Linh đánh thức ông dậy, bảo ông đi đến một con đường kia và làm chứng cho vị hoàng quan đó tin Chúa. Và đó tôi gọi là kết quả. Kết quả trong Chúa có nghĩa là những gì chúng ta làm phải theo ý muốn của Ngài. Vì sao anh chị em? Vì lời của Chúa chép rằng mọi kết quả của chúng ta sẽ được thử lửa trong ngày cuối cùng. Thử lửa. Không có phải những gì chúng ta làm đều được Đức Chúa Trời ghi nhận tất cả đâu. Dù chúng ta làm những gì lớn lao, dù chúng ta có thể xây dựng những hội thánh, những tổ chức lớn mạnh, không quan trọng. Quan trọng là ngày cuối cùng, khi nó đi qua lửa của Đức Chúa Trời, nó còn lại hay không. Đó mới là điều quan trọng mà tôi quan tâm. Đúng không ạ? Chúng ta tưởng rằng mình đang xây bằng vàng bạc bửu thạch, nhưng đôi khi nó lại rơm rạ thì sao? Vì vậy, buổi sáng hôm nay, khi tôi chia sẻ điều này với anh chị em, thì tôi cũng nói một chút về những cái điều mà tôi hay riêng tư với Chúa. Điều tôi hay riêng tư với Chúa là tôi nói: Chúa ơi, con muốn được đi đến cuối cuộc đời và được đứng vững trong Ngài. Vì mọi sự gì bắt đầu nó rất dễ, nhưng kết thúc mới khó. Trong một cuộc chạy đua, khi anh em khởi sự chạy rất hăng say, rất dễ dàng, nhưng mà càng chạy về cuối mới khó. Có đúng không? Chạy về cuối hết sức rồi, mệt rồi, và rất dễ nản lòng, thối chí và ngã gục. Cho nên kết quả trong Chúa cũng có nghĩa là chúng ta đứng vững cho đến ngày cuối cùng. Đó là kết quả. Rất là nhiều những con người có thể kết quả lúc đầu, nhưng mà kết thúc trong cái sự rất đáng tiếc. Thì trong con mắt của Chúa, điều đó cũng không có nghĩa là kết quả đến cuối cùng. Cho nên thưa anh chị em, hầu việc Chúa kết quả là chúng ta làm mọi sự theo ý muốn của Chúa được còn lại trong ngày cuối cùng. Và chúng ta sống một cuộc đời trên đất này được ở trong Ngài, trong sự dẫn dắt của Ngài, trong sự chăm sóc của Ngài, trong sự bảo vệ của Ngài, cho đến hơi thở cuối cùng ngày gặp Chúa. Đó là kết quả. Amen chị em ha. Khi tôi riêng tư với Chúa điều đó, thì có một câu kinh thánh đến với tâm linh của tôi. Câu kinh thánh đó được chép trong Luca chương 9 câu 23. Câu kinh thánh đó chép như thế này: nếu ai muốn theo ta, Chúa Giêsu phán với mọi người rằng, nếu ai muốn theo ta phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Đó anh chị em. Chúa không có dạy những điều cao siêu, Chúa không có nói những cái điều gì đó để mình quan tâm, hay là những cái kiến thức triết lý gì đó, thần học gì đó cao siêu. Khi tôi nghĩ về điều này thì câu kinh thánh này lại cứ nhắc đến. Rất đơn giản là ai muốn theo Chúa, nghĩa là làm môn đệ của Chúa. Làm môn đệ của Chúa có nghĩa là giống Chúa, kết quả như Chúa. Thì sao anh chị em? Phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá của mình mà theo Chúa. Anh chị em thấy không ạ? Có mấy điều kiện ở đây phải không ạ? Và buổi sáng hôm nay, anh chị em ơi, chúng ta cùng nhau để phân tích điều này. Và tôi cho rằng những lời của Chúa Giêsu tuy ngắn, nhưng nó chứa đựng cho chúng ta một lễ sống. Và lễ sống đó làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Vì chính Chúa Giêsu đã đi con đường này,
và Ngài làm đẹp lòng Đức Chúa Trời. Anh chị em ạ. Và cái điều mà chúng ta vừa nghe nó có nghĩa gì? Có phải là chúng ta chuẩn bị một cây gỗ có hình thập tự và luôn luôn vác trên vai? Hay là chúng ta đi ra tiệm vàng kia làm cây thập tự bằng vàng đeo lên ngực? Không ạ? Cái đó có phải vậy không? Không ạ? Dĩ nhiên là anh chị em biết, mình biết là nó không rồi. Nó không phải ý nghĩa đó. Nhưng cái ý nghĩa mà Chúa Giêsu vừa mới nói đó được giải thích ở trong một câu kinh thánh trước câu đó, là trong câu 22. Trong câu 22, Chúa Giêsu bày tỏ Ngài phải chịu đựng những gì trước khi được vinh hiển. Trước khi Ngài được đặt làm vua muôn vua, chúa muôn chúa và cai trị toàn cõi nhân loại mới, thì Ngài nói như thế này: con người phải chịu nhiều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả, các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết và ngày thứ ba phải sống lại. Đó, sau đó thì Ngài nói rằng những ai muốn theo Ngài phải đi con đường mà Ngài đã đi. Em thấy không ạ? Như vậy vác thập tự giá hàm ý đến gì? Sự chết. Chết chính mình để Đức Chúa Trời có thể sống qua mình. Đây là điều mà Chúa Giêsu đã đi qua. Nhờ đó mà Đức Thánh Linh tuôn đổ, nhân loại mới được sinh ra và Đức Chúa Trời một lần nữa được biết trên khắp đất. Anh chị em để ý đến ngày lễ Ngũ Tuần, phải không ạ? Ngày lễ Ngũ Tuần là ngày lễ mà Đức Thánh Linh giáng lâm, hội thánh được sinh ra hình thành, bao nhiêu dấu kỳ phép lạ được xảy ra, cả thành Jerusalem được rúng động bởi phúc âm của Chúa, và phúc âm từ đó lan ra, lan rộng khắp đất, và đến vài trăm năm sau thì hầu như cả thế giới đều biết đến tin lành. Nhưng ít ai nghĩ rằng để Đức Thánh Linh tuôn đổ như vậy, Chúa Giêsu đã bị treo lên thập tự giá. Chúa Giêsu bị treo lên thập tự giá một cách đau đớn đầy sỉ nhục. Ngài phải vâng phục Đức Chúa Trời Cha tại vườn Gethsemane để đi con đường đau đớn nhất, để đi con đường phải nói là rất rất không ai muốn đi và rất khó khăn để đi. Nhưng chị em ơi, thập tự giá là cái cửa cho Đức Thánh Linh hành động. Thập tự giá là lối đi của ân tứ Đức Thánh Linh. Ở đâu không có thập tự giá, ở đó không có Thánh Linh. Ở con người nào không vác thập tự giá, không có Đức Thánh Linh hành động. Đây là lẽ thật được ghi rất rõ trong Kinh Thánh. Dù chúng ta hôm nay có thể nghe những giáo lý, nghe những cái triết lý, nghe những cái điều nó êm cái lỗ tai để cho chúng ta có thể sống một đời sống dễ chịu và mong rằng thần của Chúa sẽ vận hành qua mình. Nhưng chị em à, đó chỉ là lời nói êm tai thôi, không có sự thật trong đó. Tôi nói với anh chị em rằng Đức Thánh Linh tuôn đổ, ở đâu có thập tự giá. Con người nào vác thập tự giá, con người đó có ngày lễ Ngũ Tuần. Hội thánh nào vác thập tự giá, hội thánh đó có ngày lễ Ngũ Tuần. Ngoài ra không có cánh cửa nào khác, không có con đường nào khác anh chị em ha. Cho nên một người muốn được Chúa Thánh Linh vận hành quá, người đó phải vác thập tự giá. Dấu đinh đóng của thập tự giá trên con người đó chính là cái nơi mà Đức Thánh Linh nhìn vào. Đức Thánh Linh nhìn vào một hội thánh, nhìn vào một cá nhân, và Ngài tìm xem dấu đinh thập tự giá có không. Nếu không có, Ngài sẽ đi qua. Ngài chờ nhìn thấy dấu đinh. Anh chị em ạ, chính sứ đồ Phao-lô, một người đầy quyền năng, được Chúa bày tỏ rất nhiều điều, và ông đã chia sẻ kinh nghiệm của mình như sau: còn như tôi hẳn chẳng khoe mình, trừ ra khoe về thập tự giá của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Bởi thập tự giá ấy, thế gian đối với tôi đã bị đóng đinh, còn tôi đối với thế gian cũng vậy. Galati chương 6 câu 14. Anh chị em thấy không ạ? Dĩ nhiên khi chúng ta đọc về cuộc đời của sứ đồ Phao-lô, chúng ta sẽ rất là phấn khích bởi những kinh nghiệm siêu nhiên của ông và những việc làm mà Chúa Giêsu đã làm qua ông. Thánh Linh đã vận hành qua ông. Một mình ông đã làm rất nhiều việc, và ông khoe rằng ông làm nhiều việc hơn các sứ đồ khác. Nhưng bí quyết của sứ đồ Phao-lô là gì? Tại sao Thánh Linh hành động qua ông? Bởi vì ông luôn khoe về thập tự giá trên ông. Ông khoe về những gian khổ ông phải chịu. Ông khoe về những bất bơ ông phải chịu. Ông khoe về những sự vứt bỏ mà ông phải chịu. Ông khoe về những điều mà ông có, rồi ông coi nó như rơm rác. Ông khoe về những điều mà người ta khinh thường ông sau khi ông tin nhận Chúa. Ông khoe về những điều yếu đuối của ông. Và đối với thế gian ông chết rồi.
thế gian đối với ông cũng chết rồi. Và bằng cách đó anh chị em, Đức Thánh Linh đã hành động qua ông một cách không chừng mực. Lẽ thật là vậy đó anh chị em à. Cho nên ông bà anh chị em có muốn mình thấy Chúa Giêsu không? Muốn không? Chắc chắn muốn, tôi cũng muốn. Phải không ạ? Nhưng ngày hôm nay chúng ta không thể thấy Chúa Giêsu bằng mắt thường, vì Ngài không có trên đất này để thấy. Cho nên chúng ta chỉ có thể thấy Chúa Giêsu bằng mắt thường khi Ngài tái lâm. Nhưng ý tôi muốn nói là ngay bây giờ, nếu tôi và ông bà anh chị em muốn còn sống trên đất mà muốn thấy Chúa Giêsu, tức là muốn cảm nhận Ngài một cách thực hữu trong đời sống của mình bằng linh, chứ không phải bằng mắt thịt, không phải bằng tay, không phải bằng tay rờ, bằng tâm linh thấy Chúa Giêsu thực hữu đó, thì anh chị em ơi, chúng ta cần phải bước đi trên con đường thập tự giá. Tại vì con đường thập tự giá đó sẽ mở cửa cho Đức Thánh Linh hành động và bày tỏ Chúa Giêsu ra. Con đường thập tự giá đó khiến cho người khác nhìn vào anh chị em không còn thấy anh chị em nữa mà thấy Chúa Giêsu. Con đường thập tự giá đó khiến cho anh em không còn thấy chính mình nữa mà thấy Chúa Giêsu ở trong mình. Anh chị em ơi, Ngài hành động bằng cách như vậy đó. Cho nên tôi nói cho anh chị em một câu kinh thánh rất là quan trọng như thế này để chúng ta hiểu được lẽ thật đây, ở trong Giăng chương 12 câu 20 đến 26 ha. Và trong đám đã lên đặng thờ lạy trong kỳ lễ, có mấy người Grec đến tìm Philip là người ở thành Bethsaida thuộc xứ Galilee mà xin rằng: "Thưa Chúa, chúng tôi muốn ra mắt Đức Chúa Giêsu." Em thấy không ạ? Họ muốn ra mắt Chúa, họ muốn thấy Chúa, họ muốn gặp Chúa, họ muốn trò chuyện với Chúa, giống như tôi và ông bà anh chị em vừa trả lời câu hỏi này. Tất cả chúng ta đều muốn thấy Chúa. Nhưng mà khi Chúa Giêsu nghe câu đó rồi thì sao ạ? Đức Chúa Giêsu bèn đáp rằng: "Giờ đã đến khi con người sẽ được vinh hiển. Quả thật ta nói cùng các ngươi, nếu hột giống lúa mì kia chẳng chết sau khi gieo xuống đất thì cứ ở một mình, nhưng nếu chết đi thì kết quả được nhiều. Ai yêu sự sống mình thì sẽ mất, ai ghét sự sống mình trong đời này thì sẽ giữ lại cho đến sự sống đời đời. Nếu ai hầu việc ta thì phải theo ta, và ta ở đâu thì kẻ hầu việc ta cũng sẽ ở đó. Nếu ai hầu việc ta thì cha ta ắt tôn quý người." Anh em thấy không ạ? Họ hỏi, họ tìm, họ muốn gặp Chúa, muốn ra mắt Chúa. Rồi Chúa Giêsu trả lời câu trả lời đó. Anh em suy nghĩ gì? Khi tôi nghĩ về cái đoạn kinh thánh này, nó chứa đựng những lẽ thật rất màu nhiệm. Không ạ? Chúa Giêsu đang trả lời cho họ một lẽ thật thuộc linh. Một lẽ thật thuộc linh. Thứ nhất, Ngài nói rằng giờ đến khi con người sẽ được vinh hiển. Có nghĩa là giờ đến, Ngài sẽ chết, Ngài sẽ lên thập tự giá, Ngài sẽ bị chôn, Ngài sống lại và Ngài thăng thiên, và không còn ai thấy Ngài bằng mắt thường nữa. Đây là sự thật. Ngài sẽ bị che khuất khỏi thế gian, và người thế gian không thể thấy Chúa Giêsu, không ai thấy cả. Tôi và bạn chị em trước khi tin Chúa, nếu không có ai giảng phúc âm cho, đố bạn chị em, tôi và bạn chị em có thể tự thấy Chúa, không ai thấy hết. Chúa Giêsu là báu vật của thiên đàng. Chúa Giêsu là con một của Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu là quý giá nhưng bị che khuất. Bị che khuất. Và Ngài chỉ được tỏ ra cho những ai đủ điều kiện thôi. Điều kiện nào? Bây giờ câu hỏi là điều kiện nào? Điều kiện đó là cái lớp vỏ bọc bên ngoài phải bị phá vỡ. Chúa trả lời đó: "Nếu hạt giống lúa mì kia không chết đi." Bên trong mỗi hạt giống có gì anh chị em? Có mầm sống. Bên trong mỗi hạt giống có mầm sống. Dù anh chị em để 100 năm thì nó mầm sống nó vẫn còn. Nhưng mầm sống đó không ai thấy cả, cho đến khi lớp vỏ nó được bóc ra. Tôi nói với anh chị em rằng hiện nay Chúa Giêsu đang sống trong lòng mỗi một chúng ta. Ngài là hạt giống của thiên đàng, Ngài là báu vật của thiên đàng, Ngài là vinh quang của thiên đàng đang ở bên trong chúng ta. Nhưng anh chị em biết không, để người ta có thể nhìn thấy, để anh chị em có thể nhìn thấy báu vật đó, lớp vỏ bên ngoài phải được bóc ra. Tôi và bạn chị em đang sống trong một lớp vỏ xác thịt tự nhiên,
lớp vỏ của con người cũ, lớp vỏ của một con người loạn nghịch, lớp vỏ của con người trói bả Đức Chúa Trời, lớp vỏ của những tư dục ích kỷ. Anh chị em ơi, Chúa Giêsu chỉ được bày tỏ khi lớp vỏ đó được bóc tách ra. Và làm cách nào để cho nó được bóc ra? Đó chính là thập tự giá. Thập tự giá. Lớp vỏ đó phải được bóc ra bởi thập tự giá. Anh chị em có thể xem nè. Chắc chắn là phải đi con đường đó, không con đường nào khác. Dù chúng ta có cố gắng bằng cách khác để bày tỏ Chúa Giêsu ra cũng không được. Dù chúng ta có cố gắng dán vào người mình những bằng cấp thần học này nọ, tốt nghiệp trường nọ trường kia, nhưng nếu không đi qua con đường thập tự giá, người ta sẽ không thấy Chúa Giêsu đâu trong đời sống anh chị em cả. Ta nói hay, nói giỏi, nói kiểu gì, nói té ghế, nói hơn cả thầy nọ thầy kia, thì cũng không ai thấy Chúa Giêsu cả. Cho đến khi lớp vỏ đó phải được bóc ra. Xin thưa với quý hội thánh cùng tất cả anh chị em, con đường đi theo Chúa không có con đường tắt và dễ dàng. Nếu anh em thật sự muốn bày tỏ Chúa Giêsu ra, không có con đường tắt và dễ dàng. Anh em nghĩ xem, khi Chúa Giêsu được đầy dạy Thánh Linh và được đưa vào trong đồng vắng, Satan đã làm gì với Chúa Giêsu? Satan đã gạ gẫm Chúa Giêsu một con đường vinh quang nhưng dễ dàng, có đúng không? Satan đã gạ gẫm Chúa Giêsu một con đường có thể tiến tới vinh quang. Ôi, được cả thế gian, được mọi người chúc tụng, được vàng bạc, được làm vinh hiển, mọi thứ. Không phải chết, không phải bước lên thập tự giá, không phải đau đớn. Chỉ là một điều rất đơn giản thôi, là thờ lại nó. Satan cám dỗ Chúa Giêsu con đường đó. Và ngày hôm nay, cái chiêu bài này, nó cũng chưa từ bỏ đâu. Nó cũng có thể đến cám dỗ chúng ta, đến cám dỗ những mục sư, những truyền đạo, những con người đang phục vụ Đức Chúa Trời có một cách khác để thành công mà không cần thập tự giá. Có một cách khác để thành công, để nhiều người biết, để thế này thế nọ thế kia, nhưng mà không phải đi lên con đường thập tự giá, từ bỏ chính mình, vác thập tự giá mình mà theo Ngài. Satan cũng gạ gẫm điều đó. Satan gạ gẫm bằng nhiều cách. Anh chị em thấy không ạ? Rồi gì nữa anh chị em? Nó cũng qua Phi-rơ để cám dỗ Chúa Giêsu một lần nữa rằng thập tự giá không phải là con đường mà Đức Chúa Trời định đâu. Anh em nhớ trong Ma-thi-ơ chương 16 câu 22-23 nó nói rằng Chúa là tình yêu thương, Đức Chúa Trời nào nỡ vậy? Đức Chúa Trời nào nỡ đóng đinh con Ngài trên thập tự giá vậy? Làm gì có? Có phải không ạ? Như vậy thì anh chị em sẽ thấy mưu trước của ma quỷ là gì? Nó cám dỗ con cái của Chúa để sống một đời sống dễ dãi, nhưng mà nghĩ rằng mình đã kết quả và thành công trong Chúa. Một đời sống chưa qua xử lý của thập tự giá là một đời sống vẫn còn vỏ bọc của xác thịt. Chúng ta vẫn hầu việc Chúa, nhưng mà chúng ta hầu việc theo cái cách của mình, chứ không phải cái cách mà Chúa muốn. Phải không ạ? Đây là cái chỗ mà chúng ta cần phải hết sức. Cho nên nếu Chúa bị cám dỗ thì chắc chắn bạn và tôi, anh chị em và tôi cũng sẽ bị cám dỗ. Và hãy nhớ rằng Satan không bao giờ bỏ cuộc. Nó không bao giờ muốn cho sự mầu nhiệm, sự quý giá, sự quyền năng mà Đức Chúa Trời đặt trong chúng ta đó được bày tỏ cho mọi người. Không muốn. Nó cho anh chị em có thể làm mọi cách. Ôi, làm những công việc, những công trình lớn lao, làm điều nọ điều kia, nhưng mà đừng có tỏ Chúa Giêsu ra. Đừng có tỏ quyền năng của Thánh Linh ra. Đừng có tỏ những công việc của Đức Chúa Trời ra, là Satan duyệt. Muốn bao nhiêu nó cho bấy nhiêu. Muốn tiền nó cho tiền. Muốn đất nó cho đất. Muốn nhà nó cho nhà. Muốn những cái vị trí nào nó cho vị trí đó. Miễn sao đừng bày tỏ Thánh Linh ra là được. Đó là Satan. Chúng ta có thể hoạt động tôn giáo một cách tích cực, nhưng miễn sao đừng có Thánh Linh trong tôn giáo đó là được. Đó là Satan. Satan đã làm điều đó với Chúa Giêsu. Satan đã làm điều đó qua đại sứ đồ Phi-rơ. Nhưng anh chị em à, Kinh Thánh chỉ cho chúng ta một con đường khác. Một con đường mà việc làm chúng ta có kết quả thật sự. Một con đường mà những gì chúng ta làm trong vương quốc của Đức Chúa Trời sẽ còn lại đến đời đời. Những gì mà chúng ta làm
sẽ qua được lửa trong ngày cuối cùng. Đó là điều tôi và bạn chị mong muốn, phải không ạ? Sứ đồ Phaolô nói về một đời sống ở trong Thánh Linh. Ông khuyên như thế này: hãy bước theo Thánh Linh, chớ hề làm tròn những điều ưa muốn của xác thịt. Và ông đã liệt kê chúng ha. Ông liệt kê chúng trong Galati chương 5 câu 19 đến 21. Và các việc làm của xác thịt là rõ ràng lắm. Ấy là gian dâm, ô uế, luôn tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn giận, cãi lẫy, bất bình, bề đảng, ganh gỗ, say sưa, mê ăn uống cùng các sự khác giống như vậy. Tôi nói trước cho anh em, như tôi đã nói rồi, hễ ai phạm những việc thể ấy thì không được hưởng nước Đức Chúa Trời. Cho nên ngày hôm nay khi chúng ta nói chuyện về thập tự giá, chúng ta sẽ nói thập tự giá về ba phương diện nha anh chị. Thập tự giá để đóng đinh xác thịt, thập tự giá để đóng đinh thế gian, và thập tự giá để thắng ma quỷ. Ba phương diện đó. Nếu tôi và bạn em đi qua ba phương diện này, tôi đảm bảo ngày lễ ngũ tuần sẽ đến với chúng ta, sẽ đến với hội thánh, và mỗi một chúng ta sẽ kinh nghiệm sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh. Không có con đường tắt đâu. Sứ đồ Phaolô nói những việc làm của xác thịt này nè là những điều mà khiến cho con người không hưởng được nước trời. Nước trời ở trong lòng chúng ta, nhưng nó sẽ không được tuôn đổ ra cho ai, cho người khác, không tuôn đổ ra cho chính mình. Nếu như chúng ta vẫn giữ những việc làm xác thịt này, nếu chúng ta vẫn đam mê, vẫn sống với những việc làm xác thịt này, và dĩ nhiên sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta hãy đóng đinh nó, mặc dù đau đớn, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta từ bỏ những thói quen, từ bỏ những tội lỗi thầm kín, từ bỏ những cái điều đam mê thầm kín, người ta gọi là tội lỗi ưa thích đó. Anh em đọc trong quyển sách của ông A.A. Allen, anh em sẽ thấy ông ấy liệt kê những tội lỗi yêu thích. Kỳ lạ không chứ? Tội lỗi là tội lỗi, sao lại có những tội lỗi yêu thích? Cái tội lỗi mà anh em ghét á, nó dễ bỏ lắm. Nhưng có những cái tội lỗi mà mình thích á, thì hơi khó bỏ. Tôi đang muốn nói về khía cạnh đó. Có những tội lỗi mà chúng ta không thể sống thiếu nó. Chúng ta trân quý nó, chúng ta nuôi dưỡng nó, và đôi khi chúng ta tìm kiếm những lời của Chúa để bao biện cho nó và nói rằng Chúa chấp nhận những điều này. Đôi khi chúng ta tự tạo cho mình, cho xác thịt mình một Đức Chúa Trời của riêng mình. Đúng không ạ? Chúng ta nghĩ rằng Chúa là tình yêu thương, cho nên có cái gì đâu, chuyện này bình thường mà Chúa chấp nhận. Và đôi khi chúng ta sống quen với những điều đó, chúng ta nghĩ Chúa giống mình. Anh chị em à, tôi khuyên anh chị em ha, hãy xây dựng cho mình một Đức Chúa Trời như Kinh Thánh chép. Ngài không phụ thuộc vào cảm xúc và ý nghĩ của chúng ta đâu. Ngài là chính Ngài trong lời Ngài. Ngài ghét điều gì thì Ngài nói trong lời Ngài. Ngài yêu điều gì, Ngài nói trong lời Ngài. Nhiệm vụ của chúng ta là tu chỉnh chính mình cho phù hợp với lời Chúa. Cái sai lầm tại sao có nhiều giáo lý ngày hôm nay được dựng lên để họ chấp nhận, họ nói rằng Đức Chúa Trời chấp nhận tà dâm, Đức Chúa Trời chấp nhận đồng tính, Đức Chúa Trời chấp nhận điều nọ điều kia. Tại sao vậy? Bởi vì họ xây dựng một Đức Chúa Trời theo ý xác thịt của mình, nhưng không nhìn vào lời của Ngài. Cho nên ở đây anh chị em ạ, chúng ta cần đóng đinh những điều đó trên thập tự giá. Bằng cách gì? Đóng đinh có nghĩa là gì đấy? Đóng đinh có nghĩa là làm chết nó đi. Trước đây mình chưa có Chúa, chưa có Thánh Linh ngự bên trong, mình bị quyền lực của tội lỗi sử dụng xác thịt này làm những việc làm chống lại Đức Chúa Trời, và chúng ta bất lực với những điều đó. Nhưng hôm nay khi anh chị em mình có Thánh Linh, có đức tin trong danh Chúa Giêsu, chúng ta có quyền để thắng những việc làm của xác thịt. Roma chương 8 câu 12 chép: vậy hỡi anh em, chúng ta chẳng mắc nợ xác thịt đâu, đặng sống theo xác thịt. Tức là những gì trước đây chúng ta nợ, Chúa Giêsu trả hết rồi. Bây giờ chúng ta tự do khỏi nó. Chúng ta có thể nói không với nó, tự do để chết cho những việc làm xác thịt. Tôi nghĩ rằng nha anh chị em, một người đã chết rồi thì không còn gian dâm,
không còn ngoại tình. Một người chết rồi thì cũng không thờ thần tượng, cũng không phù phép, cũng không thù oán tranh đấu ghen ghét buồn giận với ai. Bây giờ anh em tưởng tượng người chết nằm đây, ai chọc ông có giận không? Bao giờ ông ngồi dậy ông nói người ta giận mày, không tha thứ cho mày không? Chết rồi, phải không ạ? Chết rồi mà. Cho nên cái mà duy nhất để chúng ta có thể đóng đinh những việc làm xác thịt là chết. Dĩ nhiên chúng ta nói cái từ chết này nó có vẻ nó rất là trừu tượng, khó hiểu phải không ạ? Chết rất đơn giản. Rất đơn giản. Roma chương 6 câu 13 chép rồi. Chết có nghĩa là mỗi ngày. Anh chị em hãy dâng cái miệng này để Chúa dùng. Dâng đôi tay này để Chúa dùng. Dâng lỗ tai này cho Chúa dùng. Dâng cặp mắt này cho Chúa dùng. Bằng cách gì anh em cầu nguyện? Chúa ơi, con trao cặp mắt con cho Chúa, để con không còn nhìn những điều ô uế, dâm dục bậy bạ trên đời này. Con trao lỗ tai này cho Ngài, để con nghe lời Ngài chứ không nghe những cái tiếng bậy bạ thế gian này. Con trao đôi tay này cho Ngài để chữa lành người khác, ban phước, chúc phước cho người khác. Con không làm những điều bậy. Chúa ơi, con giao đôi chân này cho Ngài để con có thể chạy đến những nơi thánh mà Ngài hiện diện. Roma chương 6 câu 13 chỉ cho chúng ta cách để mình đóng đinh xác thịt mình lên thập tự giá mỗi ngày, bằng cách đừng nộp những chi thể này cho Satan dùng nữa, nhưng nộp cho Đức Chúa Trời. Giao mỗi ngày chứ, đừng quên điều đó. Một ngày chúng ta quên, thế giới này có thể lẻn vào và sử dụng miệng của chúng ta để nói những lời bất kính, không đáng trọng. Dùng tay của chúng ta để nghe những thứ đáng không đáng để nghe. Mắt của chúng ta nhìn những thứ không đáng để nhìn. Rồi sau đó chúng ta ngạc nhiên, tại sao khải tượng không có với mình? Tại sao Thánh Linh không phán cho mình? Tại sao mình bây giờ không còn nhạy bén với Đức Thánh Linh? Chúng ta ngạc nhiên, chúng ta nói tại sao? Và cuối cùng Chúa nói là tại vì con nộp những thứ đó cho Satan, không phải cho ta. Con đường thập tự giá đối với xác thịt là mỗi ngày như vậy đó anh chị em. Mỗi ngày chúng ta từ chối những điều mà chúng ta yêu thích. Chúng ta từ chối nói, nghe, làm những điều chúng ta trước đây yêu thích. Và tôi tin rằng quyền năng của Đức Thánh Linh bên trong sẽ giúp cho những người thành thật đắc thắng. Đừng ai nói với tôi rằng ôi tôi tin Chúa nhưng mà bị quỷ tà dâm nó trói buộc. Không có đâu. Tôi không tin điều đó. Nếu anh em thành thật nói với Chúa rằng Chúa ơi, con muốn được tự do, 5 phút anh em sẽ được tự do. Đó là sự thật trong Kinh Thánh. Thà tôi tin Kinh Thánh còn hơn tin kinh nghiệm của con người. Đôi khi chúng ta tự lừa dối mình. Tự lừa dối mình thôi. Một mặt thì miệng thì nói là ôi mục sư con muốn được tự do, nhưng mà về nhà nó thích lắm, tuyệt vời lắm, không thể bỏ được. Đấy. Tôi đã từng giải cứu cho những người nói như vậy đó. Đến cầu nguyện, con quỷ đồng tính nó hiện ra, ngã cái rọt xuống thở phì phò, đuổi đi xong. Xong rồi hôm sau mời đến để giải cứu, tiếp tục để cho tự do hoàn toàn. Thì anh chị em biết người thanh niên đã nói sao? Rất là tuyệt vời quyền năng của Thánh Linh. Nhưng mục sư ơi, bỏ nó em tiếc quá. Vì nó sướng, nó thích lắm, không thể bỏ được. Thôi thế thì thôi, về sống với nó một thời gian nữa thì biết. Đó anh chị em. Sự thật là nếu chúng ta còn yêu thích tội lỗi thì nó vẫn còn cai trị chúng ta. Còn khi chúng ta chối bỏ nó thì mình có mắc nợ nó đâu mà nó cai trị mình. Mình đâu phải như người ngoài đường kia. Mình đâu phải như người ngoại đạo kia. Mình là người được tái sanh. Chúng ta có năng quyền, có thẩm quyền trên quyền lực của tội lỗi. Amen chứ em. Và chúng ta có thể đóng đinh nó lên thập tự giá một lần và vĩnh viễn được tự do. Không có thứ gì mạnh hơn quyền năng của Thánh Linh Chúa Giê-xu hết. Và ngồi đóng đinh xác thịt ra, cái thế gian cũng cần phải đóng đinh. Thế gian là gì anh chị em? Thế gian không phải là cái thế giới vật chất mà tôi nói đâu. Không phải là cơm ăn, quần áo, mặc nhà, xe, không phải đâu. Không phải. Thế gian được Chúa tạo dựng đầy đủ để cho con người sống tiện nghi, điều đó là rất là tốt. Tuy nhiên, sau khi bị sa ngã bởi Adam thì cái tinh thần của thế gian nó đã được thay đổi. Mọi thứ có xu hướng đến những sự hư không và sống chỉ để thỏa lòng tham dục của chính mình. Đây là tinh thần thế gian. Anh em nghĩ đây sẽ thấy. Mọi người trong thế gian này ngày hôm nay họ tìm kiếm cái gì?
Có ai trong thế giới này tìm kiếm Đức Chúa Trời không? Có ai trong thế giới này tìm kiếm đấng tạo hóa không? Hay là mỗi ngày trên truyền thông anh chị em sẽ thấy họ tìm những sự hư không? Họ tìm những sự ngắn hạn, họ tìm những sự để tôn cái sự kiêu ngạo của chính mình. Đó là xu hướng hư không của thế giới này. Rồi mọi công trình sẽ bị đốt hết. Họ sống để thỏa lòng dục. Cụ thể thì sứ đồ Phao-lô, sứ đồ Giăng nói như sau: vì mọi sự trong thế gian như sự mê tham của xác thịt, mê tham của mắt, sự kiêu ngạo của đời, nhìn chung á là cái tinh thần thế gian là tinh thần loại bỏ Đức Chúa Trời ra khỏi đời sống con người, thay thế đấng tạo hóa bằng chính mình. Ngày hôm nay có một số tôn giáo họ còn dạy rằng con người chính là Đức Chúa Trời nữa. Có đó anh chị em, họ dạy như vậy. Họ cũng trích Kinh Thánh, họ cũng trích Kinh Thánh và họ nói một hồi, nói sao không biết, con người thành Đức Chúa Trời luôn. Rất là tuyệt vời. Rất là tuyệt vời. Họ dạy kiểu đó mà bao nhiêu người đi theo, không ạ? Họ tôn một hồi một, là cuối cùng đấng tạo hóa bị loại bỏ. Thay vì thờ phượng Chúa thì họ thờ phượng tạo vật. Thay vì tôn kính Chúa thì họ tôn kính bản ngã và thú vui đời này. Thay vì để Chúa cai trị thì họ chiều theo cảm xúc sa ngã của bản thân, đắm chìm trong sự luông tuồng mà thế gian cung ứng. Cái tinh thần thế gian nó nói rằng con người có thể sống tốt mà không cần Chúa, độc lập khỏi Đức Chúa Trời mới khẳng định bản thân mình. Đó là tinh thần thế gian. Em thấy không ạ? Nhất là khi chúng ta có của cải đời này. Của cải đời này, giàu có một tí, sung túc một tí, tiện nghi một tí, là bắt đầu thấy ô, mình có thể sống tốt mà đâu cần Chúa. Không ạ? Bắt đầu sự kiêu căng nổi lên, sự kiêu ngạo thâm nhập vào lòng mình. Tôi gọi đó là tinh thần thế gian. Anh chị em nghĩ đi, khi chúng ta bắt đầu nhỏ bé, chúng ta có thể phụ thuộc Chúa. Nhưng một thời gian sau, giả dụ như Đức Chúa Trời cho chúng ta sự thành công, cho chúng ta một sự nào đó, chúng ta đạt được một cái gì đó, tinh thần chúng ta nếu không tỉnh thức sẽ bị thay đổi. Nó thay đổi, cái suy nghĩ chúng ta thay đổi, chúng ta nhìn người khác cũng khác đi, bạn bè chúng ta cũng thay đổi. Thậm chí có người bảo là gì đó, giàu thì đổi bạn mà sang thì đổi bây giờ luôn. Đổi tùm lum hết, không chị em? Tinh thần thế gian nó biến đổi con người, nó khiến cho con người chúng ta bắt đầu sống theo cái xu hướng bị định hình trước. Anh chị em đừng tưởng những con cái Chúa không bị điều đó. Nếu chúng ta không tỉnh thức, chúng ta cũng bị điều đó. Anh em nghĩ đi, khi chúng ta còn nhỏ bé không ai biết thì chúng ta rất là khiêm nhường, phải không ạ? Nhưng khi chúng ta lớn lên rồi một cái thì thôi rồi luôn, chúng ta bắt đầu nghĩ mình khác à. Tôi gọi đó là tinh thần thế gian. Chúng ta không còn thấy mình nhỏ bé nữa, chúng ta thấy mình quan trọng, chúng ta thấy mình thế này thế nọ thế kia. Và anh chị em biết không, cái đó phải bị đóng đinh. Khi chúng ta đóng đinh cái đó đi thì Đức Thánh Linh mới có thể sử dụng chúng ta được. Chúng ta đang nói về chủ đề làm sao để kết quả trong Chúa mà. Nghĩa là Đức Thánh Linh phải vận hành qua mình các bạn. Chúa Thánh Linh sẽ không thể vận hành qua con người kiêu căng được. Con người nào kiêu ngạo và cho mình là quan trọng, cho mình là không phụ thuộc Chúa, cho mình là có tài năng, anh chị em ơi, không thể nào kinh nghiệm được quyền năng của Đức Thánh Linh. Chúng ta phải đóng đinh điều đó. Ở chiều ngược lại thì thế gian cũng đầy dẫy sự vấp phạm và xung đột. Tôi gọi đây là cái lưới của nó tung ra. Một khi vướng vào lòng thì coi như cả đời mình đi lòng vòng và không có kết quả gì cả. Sự vấp phạm và xung đột. Hồi nãy tôi đang nói về cái sự gì ạ? Sự cao trọng, ôi sự kiêu ngạo, sự lên mình. Còn bây giờ nó làm cái điều ngược lại nữa, vấp phạm và xung đột. Chúa Giê-xu đã cảnh báo cái mức độ nguy hiểm của điều đó anh chị em. Không thể nào khỏi xảy ra sự gây lên phạm tội được. Song khốn thay cho ai là kẻ làm ra sự ấy. Nếu ai gây cho chỉ một kẻ nhỏ này phạm tội thì thà buộc cối đá vào cổ nó mà quăng xuống biển còn hơn. Luca chương 17 câu 1 đến câu 2. Điều này có nghĩa là cái sự vấp phạm gây ra một hậu quả vô cùng nghiêm trọng cho con cái của Đức Chúa Trời, đến nỗi Chúa phải xử nặng cái kẻ nào gây ra nó. Chính Chúa Giê-xu đã trải qua tất cả những thứ này. Anh chị em có thấy cuộc đời Chúa Giê-xu đã trải qua tất cả những thứ đó không? Người ta gài bẫy Chúa, người ta trêu chọc Chúa, người ta sỉ nhục Chúa, người ta làm đủ thứ trò hết để cho lòng của Chúa bị vấp phạm, lòng của Chúa bị bực bội, lòng của Chúa bị thù oán, lòng của Chúa bị ganh ghét, háo chọc,
Nhưng Chúa Giêsu cho anh chị em đã thắng tất cả những điều đó. Thắng ở đâu? Khi Ngài bước lên thập tự giá và Ngài nhìn xuống, Ngài nói: Cha ơi, hãy tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm. Anh em thấy không? Và cuộc sống của chúng ta cũng vậy. Tôi vọng bạn xem, muốn Đức Thánh Linh vận hành qua mình không? Hãy sống một đời sống tha thứ tuyệt đối. Tha thứ tuyệt đối. Tôi nói với anh chị em rằng, nếu Satan nó không tấn công chúng ta được, nếu thế gian không tấn công chính chúng ta được, nó sẽ tấn công chúng ta qua người khác, qua anh em, qua vợ, qua chồng, qua con cái, qua bạn bè, qua đồng nghiệp. Và khi chúng ta giữ sự vấp phạm trong lòng, khi chúng ta giữ sự xung đột trong lòng, khi chúng ta cầm nắm nó trong lòng, chúng ta ấp ủ nó, ăn ngủ với nó, anh chị em ơi, Đức Thánh Linh sẽ bị mắc kẹt trong chính điều đó. Và không ai nhìn thấy báu vật của Đức Chúa Trời trong anh em hết. Anh em tiếp xúc với người nào thì người đó bị lây luôn cái sự nói hành nói xấu của anh chị em. Anh em thử đi sẽ thấy. Anh em từng nói chuyện với cái người bị dính cái lưới này chưa? Có một lần tôi đi, có một lần có cái chị kia, chị đi truyền giáo và xong rồi chị mới chở tôi đằng sau ấy. Tôi ngồi sau lưng của chị. Vừa bước lên xe thì bắt đầu chị bắt đầu kể. Trong mắt của chị là không có một ông mục sư nào tốt hết á. Không có ông nào tốt. Ông nào cũng tà dâm, tham lam, với lại là ăn cắp tiền bạc rồi lừa đọc rồi đủ thứ. Chỉ kể một hồi, khi mà tôi ngồi lên xe đó khoảng nửa tiếng, đi đến tận nơi là người tôi nó như cọng bún luôn, không còn truyền giáo gì được. Không còn truyền giáo gì được, không còn nói về Chúa. Cọng bún tôi bảo thôi về về về. Điều này có thể chịu. Nó kinh khủng như thế anh chị em. Cho nên khi mà tấm lòng của một người đã bị dính lưới ma quỷ rồi, dính lưới thế gian rồi, cái lưới của sự vấp phạm và xung đột rồi, thì chỉ có quỷ hành động chứ không có Thánh Linh hành động được. Không có Thánh Linh hành động. Cho nên anh chị em ạ, chúng ta phải đóng đinh điều này. Giống như sứ đồ Phaolô nói: tôi đối với thế gian đã bị đóng đinh, và thế gian đối với tôi cũng đã bị đóng đinh. Chết rồi. Giống như nãy tôi nói, người chết rồi thì không quan tâm điều gì nữa hết. Anh chị em thấy không ạ? Cho nên không phải vô ích mà sứ đồ Phaolô đã khuyên như thế này anh chị em. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, Cô-rinh-tô nhất chương 7 câu 29 31. Hỡi anh em, vậy thì tôi bảo này, thì giờ ngắn ngủi, từ nay về sau, kẻ có vợ hãy nên như kẻ không có, kẻ đương khóc nên như kẻ không khóc, kẻ đương vui nên như kẻ chẳng vui, kẻ đương mua nên như kẻ chẳng có của cải gì, kẻ đương dùng của thế gian nên như kẻ chẳng dùng vậy, vì hình trạng thế gian này qua đi. Kẻ đó là kẻ gì đây anh chị em? Cái kẻ nào mà có vợ như không có, rồi đang khóc như không khóc, đang vui như không vui, đang mua như không mua, đang có của mà không có của gì, dùng của thế gian mà như không dùng, kẻ nào đó anh chết? Chết rồi. Chết rồi. Tôi suy nghĩ câu kinh thánh này, tôi nói ô đúng rồi, chỉ có người chết nó mới như thế này thôi, chứ không có người nào như thế này. Chết rồi. Sứ đồ khuyên chúng ta hãy chết đối với thế gian này, đừng dính líu vào đến nó đó. Chết rồi. Chả quan tâm. Thú thật là khi tôi suy ngẫm về kinh thánh này, tôi thấy chia sẻ cho anh em một cái lẽ thật nó rất là tuyệt vời. Anh em càng chết á, lòng nó càng nhẹ. Anh em à, tôi nghĩ thế, càng chết á, cái cuộc sống mình nó bình an, nó nhẹ nhàng lắm. Mà khi mình sống vậy á, nặng nề ghê không? Cho nên tôi khuyên anh chị em à, chúng ta cùng chết. Anh em à, cùng chết. Muốn kết quả cho Chúa thì phải chết. Đây, đây là rất là tuyệt vời. Một chân lý rất tuyệt vời anh chị em. Không có chân lý nào ngắn gọn đơn giản hơn. Muốn kết quả cho Chúa thì tất cả chúng ta đều chết. Xong. Chết. Đúng thiệt. Tôi trở lại với câu kinh thánh nãy tôi vừa đọc. Nếu hạt giống lúa mì kia không chết đi thì chỉ ở một, nhưng nếu nó chết thì nó sẽ sinh ra nhiều quả hơn. Chết đối với sự tham dục, chết đối với những tranh cạnh đam mê kiêu căng đời này, chết với những vấp phạm, những xung đột đời này. Chết đi. Từ sáng đến chiều, anh chị em ơi, chỉ kết nối với Đức Thánh Linh thôi. Tôi thấy cuộc đời đó là như thiên đàng trên đất. Không có cuộc đời nào sung sướng bằng cuộc đời đấy. Và ngày sau, khi Chúa Giêsu tái lâm, tôi và bạn chị em sẽ ở trong thiên đàng như vậy đến đời đời. Thiên đàng làm gì có xung đột.
Thiên đàng làm gì có tranh giành? Thiên đàng làm gì có nói xấu nói hành người nọ người kia? Thiên đàng làm gì có tích trữ của cải làm gì? Vàng thì lót đường để đi, trích làm gì nữa? Nhà thì xây bằng ngọc, ngọc bủ thạch rồi gì đó tùm lum hết, cho nên tha hồ mà nhặt mà lượm thôi, không cần. Không cần phải trích trữ. Cho nên ngay khi còn trên đất này, tôi khuyên một cách chân thành, không phải nói đùa đâu anh chị, là thật sự chúng ta muốn kết quả cho Chúa, để Đức Thánh Linh vận hành vào mình, kết quả vào mình, chúng ta phải thật sự chết. Đừng quan tâm nữa. Từ lâu tôi đã học được bài học không quan tâm. Tôi chả quan tâm đến sự gì khác bây giờ, ngoại trừ quan tâm đến Chúa Giêsu. Không quan tâm gì cả. Ai nói gì đó nói mượt. Tình hình thế giới nó có đảo lộn hay gì mượt, tôi nói tôi sống rồi. Còn có chiến tranh hạt nhân hay gì, tôi cũng sống luôn rồi. Nên kệ, tụi bay muốn làm gì đó làm. Không quan tâm. Chết rồi quan tâm gì. Tôi đảm bảo cho em một người nằm chết ở đây, thì Putin có dọa ngày mai bắn hạt nhân thì nó vẫn nằm chết ở đây. Chẳng đứng lên nó phát biểu ông Putin hay không? Ông răng răng nhịn nhục cho tôi nhờ. Chết rồi mà cần gì nữa. Nó có hít thở gì nữa đâu mà cần không khí đâu mà lo, phải không chị? Cho nên nếu tôi và bạn chị em chết với xác thịt, chết với thế gian, bằng quyền năng của thập tự giá, thì tôi và bạn chị em sẽ được tự do để Đức Thánh Linh sử dụng. Tự do hoàn toàn. Tự do hoàn toàn. Đức Thánh Linh có thể điều khiển anh chị em đi chỗ này, Đức Thánh Linh có thể nói anh chị em đi chỗ kia, Đức Thánh Linh anh chị em có thể phán cho anh chị em hãy nói cái điều này, hãy nói điều kia, và anh chị em không bị ràng buộc vì bất cứ một thứ gì. Anh chị em ơi, Thánh Linh là linh của sự tự do. Nếu chúng ta chưa tự do thì Đức Thánh Linh chưa dùng được. Ngài là đấng tự do hoàn toàn. Khi anh chị em càng sâu nhìn trong mối quan hệ với Đức Thánh Linh, anh chị em sẽ phát hiện ra rằng Chúa Thánh Linh sẽ không thể sử dụng một con người nếu còn mắc kẹt một cái gì đó. Ngài muốn một con người tự do hoàn toàn. Trong linh, trong hồn, trong thể xác. Để cho Chúa sử dụng. Chị em ơi. Đó. Vì vậy, chúng ta tập sống tin cậy vâng lời, phục vụ, phụ thuộc vào Chúa hoàn toàn trong mọi lĩnh vực. Phụ thuộc Chúa. Đó chính là đóng đinh thế gian. Đóng đinh thế gian. Dù anh em có tiền hay không có tiền, tôi vẫn khuyên anh chị em hãy sống phụ thuộc Chúa mỗi ngày. Đừng nghĩ rằng khi chúng ta có vài tỷ trong tài khoản thì chúng ta nói chưa cần Chúa, con chưa cần Ngài. Khi nào con nghèo con mới cần Ngài. Đừng nghĩ như thế. Anh em biết sao không? Cái thế gian này á, nó rất gian ác. Khi anh em nghèo á, nó sẽ khinh thường anh chị em. Nhưng khi anh em giàu á, nó sẽ ganh tị anh chị em. Cho nên nghèo cũng cần Chúa, mà giàu lại càng cần Chúa hơn, để Chúa bảo vệ mình chứ, đúng không chứ? Vì vậy anh chị em à, hãy tập sống phụ thuộc vào Chúa hoàn toàn. Đó là cách chúng ta đóng đinh thế gian, và nó không làm gì được chúng ta. Một con người sống phụ thuộc Chúa hoàn toàn, người đó đang sống dưới bóng cánh và sự bảo vệ của Đức Chúa Trời, không ai động được. Và cuối cùng anh chị em, vì lý do thời gian còn 5 phút nữa, tôi nói thứ cuối cùng chúng ta cần đóng đinh là nói không với những đề nghị của Satan. Phải biết nói không với những đề nghị của Satan. Kinh Thánh cho chúng ta biết Satan quăng lưới để bắt con người như bắt cá vậy đó. Anh em xem trong Timothy 2 chương 1 câu 26 thì thấy quăng lưới để nó bắt, bắt những người làm nô lệ cho nó, phải không ạ? Trong lưới của Satan có những đề nghị hấp dẫn, thu hút sự chú ý của chúng ta. Nó đã từng đến với Chúa và đề nghị Chúa cho Chúa cả thế gian mọi vinh quang, giàu có, quyền lực, đổi lại chỉ cần thờ lạy nó. Tuy nhiên trong cái miếng mồi này có nọc độc, và rất nhiều người ngày hôm nay đã ngây thơ tìm kiếm sự giúp đỡ của Satan để được nổi tiếng, để được giàu có, và phải trả giá bằng chính mạng sống của mình, bằng bệnh tật, bằng đủ thứ kiểu. Satan đã đề nghị, nó đề nghị một con đường dễ dãi. Kể cả trong cái đường lối của hội thánh nó cũng sẽ đề nghị. Dĩ nhiên là trong phạm vi của chúng ta đây thì nó ít, nhưng mà nếu anh em nhìn vào cái hoàn cảnh của thế giới, anh em sẽ thấy Satan nó sẽ đề nghị, phải không ạ? Đề nghị những lãnh đạo tôn giáo hãy chấp nhận điều này điều kia đi. Nó sẽ cho đám đông, cho nổi tiếng, chấp nhận một số tội lỗi đi, chấp nhận làm đám cưới cho hai người nam trong hội thánh đi, thì hội thánh sẽ tăng trưởng gấp đôi, phải không ạ? Kéo lên rất là nhiều. Ví dụ thế, chấp nhận một số thứ đi. Và Satan nó rất thích đề nghị những điều đó.
Khi chúng ta cắn miếng mồi của nó thì coi như chúng ta thuộc về nó. Cho nên đóng đinh đề nghị của Satan nghĩa là gì đây anh chị em? Đóng đinh những đề nghị của Satan chính là quyết định chỉ phục vụ và thờ phượng một mình Chúa mà thôi. Tôi và bạn cho em ngày hôm nay phải nói thành thật từ trong trái tim của mình rằng: Chúa ơi, chúng con sống cả đời chỉ để phục vụ một mình Ngài. Chúng con không phục vụ tiền bạc, không phục vụ chính trị, không phục vụ bất cứ con người nào, không phục vụ bất cứ đề nghị của ai. Chúng con chỉ sống và phục vụ một mình Ngài. Bằng cách đó anh chị em mình sẽ đóng đinh đề nghị của Satan lên thập tự giá. Nó không làm gì được hết đó. Anh em thấy không ạ? Khi nó đến gạ gẫm Chúa Giêsu, Chúa Giêsu nói làm sao ạ? Satan hãy lui đi. Chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời mà thôi. Đó. Và cuối cùng anh chị em, đây là điều mà tôi phải nhắc lại. Satan sẽ quăng lưới, sẽ thả câu. Và anh chị em nghĩ thế nào? Con cá nào là con cá không cắn câu? Anh em nghĩ sao nè? Cá chết. Anh em thử đem cần câu móc dùng thả xuống sông đi. Con cá nào là con cá không cắn câu nè? Con cá chết. Chỉ có con cá chết mới không cắn câu thôi. Còn cá nào mà còn sống lẫy quẩy thế nào là nó dụ một hồi cũng cắn cho mà coi. Không cắn trước thì cắn sau. Không cắn miếng mồi này sẽ cắn miếng mồi khác. Amen. Sẽ cắn. Nếu anh em không đốt miếng mồi tiền bạc sẽ đốt miếng mồi danh vọng. Không đốt miếng mồi A thì nó sẽ gài miếng mồi B. Nếu anh em vẫn còn sống lê que lẫy quẩy ở đây thì sẽ cắn câu Satan. Cho nên cách tốt nhất để đừng cắn câu Satan là chết. Chết luôn. Khi anh em là một con cá chết dưới sông thì Satan quăng câu 1000 năm cũng chả thấy con cá nào đó hết. Vì vậy anh chị em, tóm lại bài chia sẻ hôm nay, tôi muốn nói với anh chị em điều gì? Muốn hầu việc Chúa kết quả phải chết chính mình. Chết với xác thịt, chết với thế gian và chết với những đề nghị của Satan. Ba cái chết đó nếu chúng ta trải qua, tôi gọi đó là vác thập tự giá mình mỗi ngày mà đi theo Chúa. Mỗi ngày nha anh chị em, mỗi ngày. Và khi chúng ta trải qua ba cái chết này một cách thành thật và đầy kinh nghiệm, Đức Thánh Linh sẽ tuôn đổ. Ngài sẽ vận hành qua anh chị em. Báu vật sẽ được lộ ra. Báu vật trong anh em và tôi sẽ được lộ ra. Người ta sẽ nhìn thấy Chúa Giêsu qua đời sống của mình, qua lời nói của mình, qua ánh mắt của mình, qua nụ cười, qua lời cầu nguyện của mình. Người ta sẽ thấy Chúa Giêsu. Anh em tưởng là con người không có cái cảm nhận tâm linh à? Có. Nếu lời cầu nguyện của anh chị em mà bộc lộ Đức Thánh Linh, người khác nghe biết liền. Biết liền. Lời giảng của anh chị em mà bộc lộ Đức Thánh Linh, người nghe cũng biết liền. Đức Chúa Trời tạo con người có một sự cảm nhận về sự hiện hữu của Ngài. Và điều đó nó không mất đi. Cho nên anh chị em à, muốn cứu rỗi được nhiều người, muốn đem phúc âm đến cho nhiều người, phải hành động bởi Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Và như tôi đã nói, Thánh Linh chỉ tuôn đổ ở đâu có thập tự giá. Trên anh em, trên tôi, trên ông bà anh chị em phải có dấu đinh của thập tự giá. Và anh chị em phải chiến đấu với nó. Câu Kinh Thánh học thuộc lòng hôm nay chúng ta đọc phải không ạ? Chúng ta phải lấy ý đó làm giáp trụ. Người nào chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi. Đây không phải là ngục luyện tội đâu nha. Không phải ngục luyện tội. Cái này là con đường để chúng ta cậy ơn của Chúa. Chiến đấu với chính mình, chiến đấu với thế gian, chiến đấu với Satan, và cuối cùng chúng ta đắc thắng. Trong ba kẻ thù đó, có một kẻ thù nội tại bên trong và hai kẻ thù ở bên ngoài. Và tôi tin rằng khi chúng ta biết lẽ thật này, tôi và anh chị em sẽ đắc thắng nó bằng một quyền năng rất đơn giản. Đó là chết. Rất đơn giản. Chết. Anh em hãy về có thời gian em đọc lại Roma chương 6 nha. Sứ đồ Phaolô nhắc đi nhắc lại chết, chết, chết. Chúng ta chết nghĩa là chúng ta không còn phản ứng đối với những sự đó. Nhưng khi chúng ta chết rồi thì Chúa làm cho chúng ta sống lại.
Và chúng ta sống không phải cho những sự đó, chúng ta sống cho Đức Chúa Trời. Chúng ta sống để Thánh Linh Ngài vận hành, chúng ta sống để Thánh Linh Ngài sử dụng, chúng ta sống để Chúa Giêsu có thể nắm bắt toàn bộ cuộc đời chúng ta và làm những điều Ngài muốn. Và anh chị em ạ, tôi báo tin mừng cho chúng ta, kết quả chúng ta sẽ còn lại trong ngày cuối cùng. Amen. Cảm ơn Chúa. Tôi và anh chị em ao ước ngày cuối cùng chúng ta sẽ có tài sản trên thiên đàng. Chúng ta sẽ được ở một nơi trang trọng trong thiên đàng, trong trời mới đất mới. Chúng ta là những nhân loại mới. Chúng ta đi dưới đất này, hy vọng của chúng ta là điều đó. Chúng ta đừng bám những sự gì mà hình trạng thế gian này quá đi, sẽ quá đi. Cho nên sứ đồ Phaolô khuyên chúng ta hãy chết. Tôi chết mỗi ngày. Mỗi ngày tôi chết. Mỗi ngày chết dần, chết mòn, chết dần, chết mòn. Và chúng ta càng chết như vậy thì sự sống của Chúa Giêsu càng biểu lộ, càng biểu lộ, càng biểu lộ, càng biểu lộ. Vinh quang của Chúa càng biểu lộ, càng biểu lộ, càng biểu lộ. Anh em ạ, đó là cách mà chúng ta kết quả. Amen. Và giờ này chúng ta cùng cầu nguyện với Chúa nha. Điều đầu tiên mà chúng ta sẽ cầu nguyện với Chúa ngay giờ này, đó chính là cầu nguyện để dâng chi thể mình cho Chúa. Căn cứ theo Roma chương 6 câu 13 anh chị em ha. Vậy chớ để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em, và chớ chiều theo tư dục của nó. Chớ nộp chi thể mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời, dường như đã chết mà nay trở nên sống, và dâng chi thể mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình. Đây là câu kinh thánh rất là quan trọng mà tôi hay đọc câu kinh thánh này khi mình cầu nguyện với Chúa. Mỗi một chúng ta ngay giờ này hãy kiểm tra lại chính mình. Không ạ? Có cái chi thể nào trong cơ thể của mình, có cái chi thể nào trong con người, trong cuộc sống của mình mà chúng ta còn giữ lại và chưa giao nộp cho Đức Chúa Trời không? Nếu có, hôm nay tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy phó nó cho Đức Chúa Trời. Hãy trao cho Đức Chúa Trời điều mà đó, để cho anh chị em mình trở thành một đồ dùng của sự công bình. Và khi anh em trở thành đồ dùng của sự công bình thì Thánh Linh của Đức Chúa Trời sẽ vận hành xuyên suốt qua anh chị em. Đó là sự thật. Có thể lắm cặp mắt của chúng ta vẫn còn ngó nhìn những điều ô uế mà chúng ta không kiềm chế. Có thể lắm. Thì hôm nay anh chị em hãy nói: Chúa, con trao cặp mắt con cho Ngài. Chúa ơi, hãy giúp để cặp mắt con chỉ nhìn thấy lời của Ngài, nhìn thấy vinh quang của Ngài, nhìn thấy thiên sứ của Ngài, nhìn thấy hình ảnh của Ngài, nhìn thấy Thánh Linh của Ngài, nhìn thấy thiên đàng của Ngài, nhìn thấy những điều thiêng liêng của Ngài. Con khao khát được nhìn thấy những điều đó Chúa, vì mắt Chúa thánh sạch, không thể nhìn những điều ô uế Chúa. Có thể lắm lỗ tai anh chị em vẫn để nó đang chạy rong để nghe những điều không đáng nghe, những điều tranh cành, những điều ganh ghét, những điều nói hành, nói xấu, những điều bậy bạ. Đôi khi mình thích những điều đó. Nhưng hôm nay anh chị em ơi, hãy cắt đứt nó đi. Và hãy nói: lỗ tai ta phải chết với những điều này, nhưng sống cho Đức Chúa Trời, để nghe tiếng của Thánh Linh Ngài. Tai thuộc linh con phải mở ra, mắt thuộc linh con phải mở ra, vì con giao nó cho Ngài. Anh em hãy cầu nguyện đó. Tất cả những anh em trên live stream cũng hãy cầu nguyện giờ này. Hãy cầu nguyện giờ này, hãy cầu nguyện giờ này. Hãy trao phó những chi thể cho Đức Chúa Trời. Những anh em trên live stream trong danh Chúa Giêsu, hãy đứng dậy từ chỗ của mình. Và cũng hãy theo lời tôi vừa mới nói, anh em hãy cầu nguyện dâng chi thể của mình cho Đức Chúa Trời theo Roma chương 6 câu 13. Đừng để tội lỗi cai trị trong xác hay chết của anh em. Đừng để. Vì lời của Chúa nói như vậy. Và đây là cách để chúng ta làm đây, là giao nộp những chi thể của anh em cho Đức Chúa Trời giờ này. Anh em hãy cầu nguyện đã. Mắt, tay, tay, chân, suy nghĩ, tâm trí, cảm xúc, tình cảm của mình giao nộp cho Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hãy giao nộp cho Đức Chúa Trời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Anh em hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện, hãy cầu nguyện. Những anh chị em đang trên live stream hãy cầu nguyện nè. Hãy nói một cách chân thành: Chúa ơi, ngày hôm nay con trở nên đồ dùng cho chính Ngài. Ngày hôm nay con quyết định con trở thành đồ dùng cho sự công bình, đồ dùng cho làm những cái điều công bình. Ồ, hôm nay con đã quyết định chết. Con chết với những việc làm, những ý nghĩ, những lời nói, những hành động, những cái lối sống xác thịt. Trong danh của Chúa Giêsu, Chúa ơi, hãy giúp con, hãy giúp con, hãy giúp con, hãy giúp con. Hãy cầu nguyện lên xem. Trong danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Nhân danh của Chúa Giêsu Christ quyền năng. Hallelujah. 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 Hallelujah.
trong danh của Chúa Giêsu. Ngay bây giờ, tất cả những gì mà anh chị em dù vô tình hay cố ý đã trao nộp cho Satan, đã trao nộp cho những thế lực gian ác, đã trao nộp cho những uế linh ác linh, những linh dâm dục, những linh thờ lạy thần tượng, trong danh Giêsu hôm nay phải lấy lại giờ này. Hôm nay phải lấy lại giờ này. Hôm nay phải lấy lại trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta ra lệnh cặp mắt của ta thuộc về Đức Chúa Trời. Mọi cặp mắt ở đây thuộc về Đức Chúa Trời. Tất cả những gì dâm dục, những gì khiêu dâm, những gì bậy bạ trên truyền thông, trên internet, trên những màn ảnh, trên những hình ảnh của thế gian này phải bị hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu. Những quyền lực của Satan phải bị hủy bỏ trong danh Chúa Giêsu. Những quyền lực của Satan đang hành động qua cặp mắt của những người đang trên live stream và trong hội trường này, ta bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu. Bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu. Bẻ gãy mày trong danh Chúa Giêsu. Hỏi những uế linh, ta ra lệnh mày rời đi. Những uế linh, trong danh Giêsu mày rời đi. Rời khỏi những chi thể con cái Đức Chúa Trời. Rời khỏi những chi thể của con cái Đức Chúa Trời. Rời khỏi tai, mắt, miệng, tâm trí, suy nghĩ của họ. Rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tất cả những anh chị em nào đang thấy mình đang bị trói buộc vào một tội lỗi nào đó, đang thấy mình đang bị trói buộc vào những điều gì đó mà mình không mong muốn, những điều gì đó mình không muốn mà nó vẫn cứ đeo bám theo mình, tôi nói với anh chị em hôm nay, hãy đá văng Satan ra khỏi đời sống mình. Hãy đá văng những sự ô uế đó ra khỏi mình. Hãy đá văng đi. Nó có thể bước vào trong tuổi thơ của anh chị em. Nó có thể bước vào khi anh em còn trong bào thai, trong bụng mẹ. Nó có thể bước vào qua gia đình. Nó có thể bước vào qua những cái lối sống thế gian cũ ngày xưa. Nhưng hôm nay chưa xử lý thì bây giờ phải xử lý trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói rằng mọi uế linh phải rời đi. Mọi uế linh phải rời đi. Mọi uế linh phải rời đi. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, ra đi. Rời khỏi dân sự Chúa. Rời khỏi những thân thể này. Tôi ra lệnh trong danh Giêsu, những thân thể này là đền thờ của Đức Thánh Linh. Mọi con quỷ ô uế phải rời đi trong danh Chúa Giêsu. Rời trong danh Chúa Giêsu. Rời trong danh Chúa Giêsu. Những linh dâm dục, những linh ô uế, những linh thần tượng, những tà linh của sự ác mộng, những tà linh của những sự làm buồn lòng Thánh Linh, những tà linh làm cho những điều bậy bạ trong thân thể anh chị em, những suy nghĩ tiêu cực, những suy nghĩ tiêu cực, những sự trầm cảm oán giận không tha thứ, trong danh Chúa Giêsu, mọi quyền lực đó phải rời đi. Mọi quyền lực đó phải rời đi. Mọi quyền lực đó phải rời đi. Rồi trong danh Chúa Giêsu quyền năng, tao bẻ gãy mày. Anh chị em hãy cộng tác với tôi, hãy đá Satan ra khỏi đời sống mình. Đá Satan ra khỏi đời sống mình. Đá Satan ra khỏi thân thể của mình. Đá Satan ra khỏi tai, mắt, mũi, hay tay chân của mình, thân thể của mình. Đá Satan ra khỏi những tâm trí, những tình cảm, tư tưởng của mình. Tất cả những tiêu cực không tha thứ. Hãy mở môi miệng mình ra. 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 Trong danh Chúa Giêsu. Oh, oh, oh. Trong danh Chúa Giêsu. Quay lên. Oh, rơi, 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 rơi. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng. Tất cả những điều gì thuộc về Satan hôm nay phải được lấy lại. Phải được lấy lại trong danh Chúa Giêsu. Lấy lại để giao nộp cho Đức Chúa Trời. Lấy lại để giao nộp cho Đức Chúa Trời. Lấy lại để nộp hoàn toàn cho Đức Chúa Trời. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ta nói những quyền lực đó phải bị bẻ gãy giờ này. Những quyền lực tội lỗi thầm kín, những tội lỗi yêu thích phải bị bẻ gãy giờ này. 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 Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. 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 Ta ra lệnh cho mọi uế linh, dù bất kỳ mày ở nơi nào, dù mày bước vào đời sống của những người đang ở trong hội trường này khi nào, ta ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, tên gọi mày là gì, hôm nay mày phải biểu lộ và rời đi. Biểu lộ và rời đi. Biểu lộ và rời đi. Ta ra lệnh cho những quyền lực đang hành động trong mắt, đang hành động trong tai, đang hành động trong tâm trí, đang hành động trong tay, trong chân, đang hành động trong những chi thể. Ta ra lệnh mày phải ra đi. Oh, 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 oh. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi. Rời đi hoàn toàn. Những con quỷ đó phải rời đi hoàn toàn. Những con quỷ sử dụng những chi thể của con cái Đức Chúa Trời, những con quỷ sử dụng những chi thể bất hợp pháp này, ta trói buộc mày trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tư tưởng tiêu cực rơi, những tư tưởng thất bại rơi, những giới hạn thất bại rơi, tất cả những điều ô uế bên trong rơi trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu. Tôi nói rằng huyết của Chúa tẩy sạch nơi đây, thập tự giá của Ngài ở nơi đây, thập tự giá của Ngài ở nơi đây. Tôi tuyên bố rằng
thân thể anh em là chết cho tội lỗi nhưng sống cho sự công bình. Trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, trong danh Chúa Giêsu, mọi quyền lực tối tăm, mọi quyền lực tối tăm, hãy nghe ta nói đây, ta nói với mày Satan, hãy rơi khỏi những thân thể này, hãy rơi khỏi những chi thể này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài, cảm ơn Ngài. Anh chị em hãy thành thật với chính mình. Tôi nói rằng đây là lúc anh chị em lấy lại chi thể của mình cho Đức Chúa Trời. Satan có thể chiếm hữu những chi thể của anh chị em bởi những tư tưởng, bởi những hành vi xác thịt. Nhưng hôm nay anh chị em hãy cộng tác với tôi, cộng tác với tôi để lấy lại những chi thể của mình để trao nộp cho Đức Chúa Trời. Hãy nhân danh Chúa Giêsu mà ra lệnh cho nó, quỷ tà dâm mày phải đi, quỷ khiêu dâm phải đi, quỷ ác mộng sợ hãi phải đi. Tất cả những loại đó anh em hãy nói ra miệng của mình mà đồng danh Chúa Giêsu trục xuất nó. Chính nó là nguyên nhân, nó tồn động bên trong, nó ở bên trong, và mọi ô uế này phải rời đi, rời trong danh Chúa Giêsu. Oh 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 oh, hallelujah. Anh em có thể trước đây đã thờ hình tượng, cúng bái, lên đồng, tất cả làm những công việc ô uế, anh em biết không, làm những điều đó là dâng chi thể mình cho Satan. Hôm nay anh chị phải lấy lại bằng cách ra lệnh trục xuất những điều đó, rời đi, rời đi ra khỏi đời sống mình, rời hoàn toàn, hoàn toàn phải rời đi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời, rời, rời hoàn toàn, rời hoàn toàn, rời hoàn toàn. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Có thể trước đây anh chị đã làm những điều không đúng đắn, mà giờ này giấc ngủ anh chị em không tinh sạch. Có một thứ gì đó đang đến trong giấc ngủ anh chị em, khiến anh chị em luôn luôn bị ác mộng, khiến cho anh em luôn luôn bị gọi là bóng đè, khiến cho anh em luôn luôn bị có một người nào đó hay đến trong giấc ngủ của mình. Tôi nói anh chị em rằng thân thể anh em thuộc về Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Mọi quyền lực đó phải rời đi trong danh Chúa Giêsu. Rời trong danh Chúa Giêsu. Rời trong danh Chúa Giêsu. Ra đi. Tóc bẻ gãy mày Satan. 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 Mọi uế lên đi ra, mọi uế lên đi ra, mọi uế lên đi ra. Oh 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 oh, trong danh Chúa Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Những tội lỗi thầm kín, những tội lỗi mà anh chị em làm ở trong phòng kín không ai biết, nhưng Chúa biết và ma quỷ biết. Hơn 100% những tội lỗi đó bị trói buộc bởi ma quỷ. Cho nên anh chị em đừng ngại xưng nó ra, đừng ngại nói rằng Chúa ơi con muốn được tự do, đừng ngại nói rằng Chúa ơi hôm nay con là đồ dùng công bình cho Ngài. Con không giao nộp nó cho ma quỷ một lần nào nữa đã. Con được tự do để sống cho Đức Chúa Trời. Amen. Trong danh Chúa Giêsu Christ quyền năng, tất cả mọi linh bệnh tật mà nó đã gieo trên thân thể anh chị em, anh chị em biết không, đền thờ của Đức Chúa Trời sẽ không có bệnh tật, không chấp nhận bệnh tật. Và tôi ra lệnh trong danh Chúa Giêsu, mọi tà linh bệnh tật tật nguyền phải rơi khỏi thân thể anh chị em giờ này, rơi khỏi thân thể anh chị em giờ này, rơi, rơi trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi bệnh như đau lưng, mọi bệnh viêm nhiễm, mọi bệnh về phụ khoa, mọi bệnh về ung thư, mọi bệnh về tai mũi họng, mọi bệnh về bao tử, dạ dày, gan ruột, trong thận, trong máu, trong huyết áp, trong danh Chúa Giêsu phải được tự do giờ này, hãy được lành giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Mọi bệnh tật trên thân thể em phải được lành, lành trong danh Chúa Giêsu, lành trong danh Chúa Giêsu, lành trong danh Chúa Giêsu. Mọi uế linh và linh bệnh tật phải đi ra trong danh Chúa Giêsu. Những tà linh gây độc quỷ, gây huyết áp, ta bảo mày rơi khỏi những thân thể này trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Rời đi, rời đi, rời hoàn toàn. Những bệnh về bao tử, những bệnh về đường ruột, những bệnh về trĩ, những bệnh về những ung thư ở trong hậu môn, trong danh Chúa Giêsu hãy được lên giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Những bệnh về xương khớp, ta ra lệnh những uế linh này, những tà linh bệnh tật này hãy rời khỏi xương khớp của họ, hãy rời khỏi xương khớp của họ, hãy rời khỏi xương khớp của họ giờ này, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tiếp tục lên nhé. Những
những ai đang có bệnh tật trên thân thể của mình, hãy đặt tay vào chỗ thân thể của mình. Hãy đặt tay vào chỗ thân thể của mình nào. Trong danh Chúa Giêsu, thôi ra một mạng lệnh của sự chữa lành giờ này. Chữa lành giờ này, hãy được lành đi. Amen. Mọi bệnh phải được lành trong danh Chúa Giêsu. Hãy được lành trong danh Chúa Giêsu. Bệnh về mắt phải được lành, bệnh về tay phải được lành, bệnh về đau đầu phải được lành, huyết áp được lành, tiểu đường được lành. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Hallelujah. Cảm ơn Ngài Chúa. Ngợi khen danh của Ngài. Ngợi khen danh của Ngài. Chúa không chấp nhận chúng ta sống trong một thân thể bệnh tật. Đó là sự thật. Nhưng Chúa muốn chúng ta sống trong một thân thể khỏe mạnh cho Ngài. Amen. Vì thân thể chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh. Làm sao có thể có bệnh tật trong đền thờ của Ngài? Một lần nữa tôi nói anh chị em rằng mọi bệnh tật phải rời khỏi thân thể này. Rời đi trong danh Chúa Giêsu. Rời trong danh Chúa Giêsu. Mọi bệnh tật phải được lành trong danh Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài Chúa. Hallelujah. 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 Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Ngài đó đang bệnh đau lưng ở đây. Ngài đó đang đau lưng ở đây rồi. Đang đau lưng, đang đau lưng. Trong danh Chúa Giêsu, tôi thấy có sự đau lưng được chữa lành ở đây. Anh em cứ đứng yên tại chỗ, đứng yên tại chỗ, không cần phải bước lên, đặt tay vào lưng của mình. Quý thính giả xem, nhớ bấm đăng ký kênh và nhấn rung chuông để không bỏ lỡ videos mới nhất ra hàng ngày. Xin cảm ơn.